Trang Nemo lên đồ như celeb, banh tạc các sự kiện của Vbiz, chặt chém dàn mỹ nhân Việt. Mọi người ơi, xe live stream chốt đơn, xe live stream chốt đơn. MV năm cuối của Lưu Huyền Trinh nha mọi người. I love you. Khi tham dự buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của một người bạn, Trang Nemo đã lên đồ cực khác và được săn đón như minh tinh. Cô nàng còn cho biết bản thân không thích nghe nhạc nhưng lại đưa ra nhận xét như giảng viên. Trang Nemo sở hữu gương mặt ấn tượng cùng vóc dáng cực kỳ nóng bỏng. Người đẹp sinh năm 1992 luôn biết cách tạo điểm nhấn mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Hot Girl Bến Tre xuất hiện trong một sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Lưu Huyền Trinh, nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả. Cụ thể, cô nàng diện một chiếc jumpsuit màu trắng, khoét cổ sâu, ôm sát từng đường cong của cơ thể, với layout makeup chặt chém cùng mái tóc xoăn buông thả nhẹ nhàng. Trang Nemo được đánh giá chẳng thua kém gì mỹ nhân xuất hiện trong sự kiện. So với trước, hot girl sinh năm 1992 đã có sự tiết chế hơn trong cách chọn trang phục để không quá ra vẻ. Cùng với đó, một đoạn clip trên TikTok cũng đã ghi lại hình ảnh của Trang Nemo tại sự kiện. Qua đó, khán giả có thể thấy hot girl bán hàng được săn đón như một nữ minh tinh. Cô nàng còn tỏ ra ngại ngùng, nãy giờ đứng đây lâu lắm rồi á, ngại lắm, nãy giờ đi mấy vòng rồi, đứng hoài luôn. Thế nhưng, với sự hối thúc nhiệt tình của anh photographer, hot girl 9X cũng đã ngay lập tức trở lại phía background để tạo nhiều kiểu khác nhau. Có lẽ với kinh nghiệm trong công việc chụp ảnh bán hàng, việc pose dáng trước ống kính với Trang Nemo chẳng có gì là khó khăn. Khi tiến vào trong khán phòng để nghe nhạc và giao lưu cùng với Lưu Huyền Trinh, Trang Nemo đã có những lời nhận xét về sản phẩm âm nhạc của người bạn. Cô nói rằng, thật sự phải nói một câu là bà hợp với hình tượng này quá luôn á. Dậy nảy lên, cháy lên bạn ơi. Bình thường em là cái người không thích nghe nhạc, nhưng mà em ngồi em nghe được giai điệu thì có nghĩa là giai điệu đang trong đầu của em. Và em nghĩ là đây là sự thành công đối với bạn rồi, bởi mình dường như vô cảm với âm nhạc luôn. Dù không học qua trường lớp nghệ thuật nào, nhưng có thể thấy Trang Nemo thể hiện được trình độ nhận xét âm nhạc như một giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Phía dưới phần bình luận, khán giả tỏ ra hài hước trước câu trả lời của hot girl. Nhiều người cho rằng cô nàng đã quá ra vẻ khi từng là DJ nhưng lại nói chẳng thích nghe nhạc. Bên cạnh đó, khán giả còn đặt ra câu hỏi, Trang Nemo vô showbiz rồi à? Đây cũng là vấn đề mà dân tình thắc mắc suốt thời gian qua. Bởi lẽ dù đơn thuần chỉ là một hot girl bán hàng, nhưng có thể thấy trong nhiều sự kiện lớn nhỏ của làng giải trí hay họp báo của sao Việt, cô nàng xuất hiện với tư cách là khách mời được săn đón rất nhiệt tình. Từng lên tiếng về vấn đề này, Trang Nemo cho biết không nghĩ đến việc vào showbiz vì nhận thấy bản thân chẳng có tài cán gì nổi bật. Hot girl sinh năm 1992 chia sẻ rằng, Trang chỉ đơn thuần là một người yêu mến showbiz thôi, còn muốn vô showbiz thì phải có tài năng và rất giỏi. Còn mình chỉ là một người bình thường. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu mến Trang. Thời gian qua, Trang Nemo như một cái tên đình đám nổi rần rần trên mạng xã hội, không những được biết đến với độ giàu có, với các lần đập hộp đắt đỏ. Bên cạnh đó, cô nàng còn sở hữu nhiều chiếc siêu xe không phải dạng vừa. Có lẽ vì vậy mà trong mọi cuộc chơi, người đẹp đều thể hiện đẳng cấp của một đại gia ngầm. Trên trang cá nhân, Trang Nemo thường chia sẻ hình ảnh mua đồ hàng hiệu hay sở hữu những chiếc xe giá trị lớn. Trong biệt thự của mình, không ít lần cô nàng khiến người xem lóa mắt khi khoe túi hiệu được sản xuất bởi các hãng đình đám như Hermes Birkin, Louis Vuitton, Balenciaga, Chanel, Dior, Gucci. Ngoài ra, hot girl 9X còn có thêm thú chơi kim cương, chẳng tiếc tiền tỷ tậu từng món trang sức đắt đỏ. Về thú chơi xế xịn, cô nàng từng đăng tải ảnh sở hữu Porsche 718 Cayman giá lên tới 3,6 tỷ đồng. Không lâu sau đó, Trang Nemo tiếp tục tậu thêm chiếc khác đắt đỏ chẳng kém, ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Hot girl 9X khiến mọi người ngỡ ngàng khi chỉ sau 30 phút đã chốt luôn McLaren 720S. Không chỉ đầu tư sắm sửa cho bản thân, mà Trang Nemo còn từng làm dân tình ngưỡng mộ khi dùng tiền lớn để báo hiếu mẹ. Cụ thể vào năm 2020, cô nàng từng tậu mảnh đất 5 tỷ đồng để tặng phụ huynh nhân dịp sinh nhật. Kèm theo đó, hot girl 9X cũng chẳng tiếc bỏ thêm 900 triệu đồng để mua nhẫn hàng hiệu cho đón sinh thành. Khán giả thấy rằng Trang Nemo bớt tai tiếng hơn, biết tiết chế bản thân sau loạt ồn ào. Do đó, dân tình hy vọng trong tương lai, cô nàng sẽ đến gần và nhận nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.